nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Nhật Bản và các nước ASEAN trong đó có Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại công nghệ 4.0. Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Trung tâm ASEAN Nhật Bản AGC tổ chức hội thảo nâng cao năng lực xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam thông qua nền tảng số tại Hà Nội. Phát biểu tại hội thảo, đại diện cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài với mục tiêu tập trung thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu tại hội thảo các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam đã được chia sẻ giải đáp các thắc mắc liên quan đến các quy định trong việc gia nhập thị trường số vai trò của nền kinh tế số trong phát triển kinh tế bền vững từ các chuyên gia tư vấn đến từ nhật bản để từ đó vận hành và ứng dụng vào thực tế thông qua môi trường thương mại điện tử